cảnh hai chồng em làm lưới ra miền Tây mình để với anh chị. Từ từ anh ơi, nó quánh vô một ê luôn. Con cá này bẻ hai cái cọng cây này mới dở nó lên được để hả nó tiêu tay lưới em ạ. Đằng này nó dính đây vậy em ơi. Được con cá gì đây. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Hôm nay hai chồng em đi thăm lưới đêm. Em quay lại đoạn video để cô chú anh chị mình xem nha. Tới tay lưới em rồi đây. Này nói chung là hai chồng em bơi một quãng đường cũng khá là xa. Để tiết kiệm thời gian cho cô chú anh chị mình xem cho cái video nó bắt mắt hơn thì em chỉ quay cái giai đoạn em thăm thôi nha. Coi đâu có cá. Cái đó em phải dùng một cây dầm em cầm luôn chứ để nó ép vô. Rồi có cá cả nhà. Em đừng có gọi vô con cá. Rồi được con cá phi. Em kéo lên trên vỏ này cho dễ. Cá này là cá phi vuông từ thiên nhiên chứ mình không có nuôi nha cô chú anh chị. Em phê anh luôn nè. Thôi thả vô trong luôn em ơi, để ngồi rớt. Cái này mà rớt thì uổng lắm. Em dở lên rồi em buông xuống á. Vậy đó. Cái gì nó cuốn cho nó cứ. Quá trời cá bự em ơi. Hèn chi nó vô vô trong đây cỡ này nè anh ơi. Em đừng gọi ngang cá. Anh không thấy được. Từ từ anh ơi, nó quánh vô một ê luôn. Con cá này. Bẻ hai cái cọng cây này mới dở nó lên được. Để hả nó tiêu tay lưới em ạ. Đằng này nó dính đây vậy em ơi. Được con cá gì đây. Thấy một. Đó con đó gì em? Một con nữa anh ơi. Nó quắn quá trời luôn rồi. Trời, em xẻ con cá ra coi. Bằng tay em luôn, muốn bằng cá luôn. Con cá bự hơn bằng tay em nữa. Thôi biết con cá. Này cá phi chấm. Con cá phi chấm. Chấm liền thui em ơi. Cá phi mái mà chỗ đây nó nhỏ hơn ha. Đúng rồi, cá mái nó nhỏ hơn cá chấm. Quấn cái quá xá vô đây. Hình như ở làm sao này, anh nghe tiếng nó dính vậy, nó mới vậy nè. Em thấy cái này, cái em thăm trở lại coi. Dở lại vô trở lại. Em thấy vô trong vỏ luôn nha, đừng bỏ ngoài. Nó nhảy ổn. Con cá này chứ là em được hai con cua rồi đó anh. Được mấy miếng mồi hả? Hai, cắt ra làm hai rồi đó. Em sợ nó búng, em bóp cái thảy ra cái nó hết dãy luôn. Cho nó chắc ăn hả? Chắc ăn để hiếm lắm anh ơi. Cá này nó bự quá, cái lỗ lưới này nó khó thuộc dữ vậy ta. Khó quá cái nào ấy, em bước mặt ăn thôi. Cá hết biết con cá. Cá đó mà được chừng 3 con như vậy ha. Vô đó một tô canh chua là nó ngon. Em kiểm đằng này coi như cá dính hay gì em này. Đâm chống ngược lại cá. Em chống ngược lại em dòm cái coi nó phải dính không. Nghe búng hả? Ủa anh nghe nó quậy hả? Vậy chắc không phải, em bê tới. Sảy hay gì vậy? Đó, nãy nó bắt từ đây nè em ơi.
Kệ em thăm em để đó đi gần chút anh sợ sao chứ. Khúc đó dính nữa hay gì vậy? Sao cái lưới này nó nụi vô cục ngộ vậy? Ôi trời ơi đây nữa. Con cá này con cá cá phi mái. Ôi ôi cá nó táp, em nghe tiếng không? Lưới này bữa nay nó không được chạy hung. Quá xa gách mà. Nó nùi lại kiểu này hết trơn, con dính. Ừ, con cua nó bò lại em ơi. Con cua này em thăm gặp hồi chiều được con cua nhất. Ừ, mình cũng giáp tay lưới rồi. Ủa, tay lưới tới đây hết nè. Hết rồi nè, nó quăng lên. Nó rụng lại cả đó hả? Nó rụng lên nè. Rồi, để đại đi một chút xíu anh thăm. Thì hôm nay hai chồng em chỉ quay một cái đoạn video ngắn về cái cảnh hai chồng em làm lưới ở miền Tây mình nhận với chú anh chị. Thì kết quả cũng được 4 cá. Nhiều đây thì sáng cũng làm được một cái món ăn nha. Cũng đỡ phần tốn kém của chú anh chị ấy. Cá này thì cá phi ở vuông. Mình không có nuôi nha. Cá từ thiên nhiên ăn rất là ngon. Trong giỏ thì có con cua anh thăm hồi chiều đây. Giờ hai chồng em bơi về thôi. Dạ, hai chồng em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.